À, thưa các bác hôm nay thì tiện một đơn hàng là khách hàng có qua trực tiếp ở cửa hàng bên em thì bác ấy có mang qua hai cái sản phẩm. À, thứ nhất là bác ấy mang qua một cái con con vang thì con vang thì bác ấy mua lâu rồi, à, mang vàng đời cũ. Và thứ hai nữa là mang một cái bộ mic không dây, cái bộ mic là SUA UGX925 mã. Thì uh, thứ nhất là cái con vang thì bác ý theo dõi kênh của bên em thì bác ý cũng muốn nâng cấp cái con vang đời mới hơn cao cấp hơn thì hiện giờ thì cái con này hiện giờ đang đứng đầu thị thị trường và em đã quảng bá giới thiệu cái sản phẩm này rất là nhiều rồi. Mã là KM350 Pro V2. Con này là vang cơ lai like số. Uh, thì tại sao em lại khuyên khách hàng sử dụng con này? Thì con này là vang cơ lai like số có nghĩa là nó sẽ vừa là vang cơ và cũng là vừa là vang số. Vang cơ ở chỗ là toàn bộ chúng ta chỉnh ở đây thì nó sẽ cách sử dụng nó như là vang cơ chúng ta chỉ cần duy nhất một cái tô vít này thôi là chúng ta sẽ làm chủ được con này chỉnh tất cả những cái giải âm những cái hệ thống mà lọc tiếng chỉnh tiếng ở trên cái con vang này và cái con này lai like số ở cái chỗ là cái chip xử lý âm thanh ở bên trong thì nó chạy cái chip xử lý số Uh, DSP uh, giống như những cái con vang số ấy. thành ra là cái hiệu ứng tiếng mic, cái hiệu ứng tiếng nhạc thì nó nhiều hơn, nó hay hơn, chuyên nghiệp hơn và âm thanh thì nó sẽ hay như vang số. Và cái con này thì em lưu ý đặc biệt cho các bác là chính vì là cái hàng chính hãng uh, Và bán rất là chạy và âm thanh rất là hay và rất nhiều đơn vị người ta đã uh, bán cái làm nhái cái sản phẩm này để người ta bán, người ta ăn theo cái sản phẩm. Thành ra là các mua cái sản phẩm này thì các bác lưu ý là phải lựa chọn những cái cơ sở để bán cái hàng chính hãng để chúng ta sẽ có cái giá trị sản phẩm là cao nhất. Uh, mã sản phẩm là con KM350 Pro V2 nhá. Uh, con này thì đây là bao bì đóng gói ở đây sản phẩm này nó sẽ có cái điều khiển từ xa quyển sách hướng dẫn sử dụng và ở đây thì khách hàng có cũng mang qua cái bộ mic không dây thì anh ấy cũng để sử dụng lâu rồi thì là cái vừa rồi thì là cái hệ thống mic ấy, thì nó bị thứ nhất là có hai cái tay mic à, và nhá, tiếng thứ nhất là bị nghẹn tiếng với thứ hai nữa là nó bị lệch vế tiếng có mic to mic nhỏ và thứ hai nữa là tiếng nó bị nghẹn nó bị bí tiếng thì qua kiểm tra thấy là đấy là cái bị hỏng cái củ mic nhá đây là cái củ mic này các bạn này đấy thì cái thay cái củ mic là rất là đơn giản chúng ta chỉ có hai cái dây này này hai cái dây này đấy, chúng ta nhả ra để chúng ta thay vào đây ở đây thì em đã thay cái củ ở phần chúng ta sẽ tháo cái trục mic này ra đây coi nhé chúng ta sẽ tháo cái trục mic này ra này đấy, sau đó thì chúng ta sẽ thay cái củ này và với cái củ mic này thì bên em thì có bán sẵn bán sẵn cũng như là hàn dây sẵn cho các bác thì các bác cả kể các bác không có mỏ hàn không cần mỏ hàn các bác về các bác cũng tự thay thế được thì em sẽ hàn sẵn cho các bác là hai cái dây tín hiệu đây là sẽ có cái dây âm và dây dương này sau đó thì về các bác sẽ tháo cái cái mic của các bác ra ở cái củ mic đây chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta sẽ cắt hai cái dây này đi đấy sau đó thì chúng ta sẽ tuốt đầu hai cái đầu dây này sau đó thì chúng ta ở cái mic này thì em sẽ hàn sẵn cho các bác hai cái dây rồi chúng ta sẽ tuốt dây ra chúng ta hai đấu vào hai cái dây này cũng được không cần mỏ hàn các bác nhé đấy, thì cái mic cái củ mic này thì bên này em bán rất là nhiều và những cái bác mà cả kể những cái mic mà nó không bị hỏng ấy mà chúng ta mà muốn nâng cấp cái âm thanh của cái mic lên ấy thì chúng ta cũng có phương án là chúng ta sẽ mua cái củ mic loại tốt hơn thì âm thanh tiếng nó sẽ hay hơn các bác nhé nó nhạy hơn và tiếng mic nó sẽ ấm áp hơn cũng như là nó không bị méo tiếng không bị vỡ tiếng Đấy chúng ta có những cái củ mic tốt chúng ta thay vào thì em đã thay cái củ mic để cho khách hàng ở đây thì bây giờ thì em sẽ thử cái phần âm thanh cho các bác thì đặc biệt là đối với con vang này thì cực kỳ là dễ sử dụng và âm thanh rất là hay hiện giờ con này thì đứng tạ đứng đầu tại thị trường việt nam với cái khung giá con này rất là hợp lý chỉ dưới 3 triệu đồng thôi giá rất là hợp lý các bác nhé để các bác nghe cái phần âm thanh ạ Đây thì các bác đang nghe một cái đoạn âm thanh từ trên cái loa MUF, đây đây là cái là cái loa hàng bãi. Thì các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là bên em thì chuyên chuyên bán hàng mới. Rất hiếm khi bên em bán hàng bãi. Đấy và bên em thì có một người bạn cũng làm nghề và bạn ấy thì chuyên bán hàng bãi. Thì thi thoảng các bạn ấy thì có người bạn của em thì có nhập được một cái lô hàng bãi về mà cái chất lượng âm chất lượng cái sản phẩm thứ nhất là còn zin và âm thanh nó rất là hay có nghĩa là hàng zin và âm thanh hay thì có thì lúc đấy thì em mới nhập cũng số lượng ít thôi một vài đôi gọi là những cái đôi xuất sắc thì em mới nhập về thì ở đây thì em cũng giới thiệu cho các bác là MUF này con này là full 25 và bên cạnh đó thì em vừa rồi em cũng nhập cũng có mấy đôi JBL JBL Full 25, có loại là, là hàng xuất sắc luôn các bác nhé, hàng bãi nhưng mà đẹp xuất sắc luôn và âm thanh rất là hay. Và bác khách ở đây thì bác ấy vừa rồi thì bác lắp vào và bác ấy rất là ưng cái sản phẩm này và hôm tới bác có bảo là bác ấy có nhu cầu là đổi cái đôi loa ở nhà lấy cái đôi loa Full Bass 25 này. Thì cái con này thì nó sẽ sử dụng ở nhiều cái không gian mặt sàn khác nhau nhưng mà để mà hợp lý nhất thì con này thì chúng ta sẽ sử dụng ở không gian mặt sàn độ khoảng từ 10 đến 20 mét là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là hay đấy và ở đây là cái dòng chính hãng của MUF thì các bác những cái dòng loa mà MUF thì các bác biết là cái chất lượng âm thanh thì cực kỳ là tuyệt vời rồi đấy các bác nghe lại cái phần âm thanh ạ à, tiếng bát nó ấm tiếng và cái tiếng trung và tiếng chép nghe nó rất là rõ và sáng tiếng và cái tiếng chép thì nghe cái tiếng tí tách tiếng kẹo nghẹt thì nghe rất là hay và đây em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic các bác nhé đây các bác nghe cái tiếng mic này, nghe rất là đã thì tai luôn các bác nhé tiếng mic rất là sáng và thứ hai độ nhạy rất là cao thì cái dòng và vang này thì là cái hệ thống mà chống rú rít mic của rất là tốt và cái hệ thống mà xử lý tiếng mic thì nó chạy bằng cái chip số thành ra là cái âm thanh của nó rất là chuyên nghiệp các bác nhé và đặc biệt là rất là dễ sử dụng đấy thì các bác lưu ý của em là khi mà mua thiết bị âm thanh ấy, cái quan trọng nhất quan trọng nhất đó là phải dễ sử dụng thì khi mà các bác mà sử dụng được các bác biết chỉnh được thì nó mới đáp ứng được cái sở thích cái nhu cầu nghe của các bác chứ còn các bác mà mua những cái dòng vang mặc dù là đắt tiền rồi mặc dù là xịn đấy nhưng mà về mà chúng ta không chỉnh được mà chúng có những cái bài hát mà các bác muốn tăng giảm cái lọc âm tiếng bát tiếng tép hoặc là chỉnh mic thế này thế kia mà chúng ta không chỉnh được mà không đáp ứng được cái sở thích của chúng ta thì rõ ràng nó không thể hay được thì các bác lựa chọn những cái dòng vang mà dễ chỉnh thì đây là cái con mà nó đáp ứng được cái tiêu tiêu chí của chúng ta là dễ chỉnh và âm thanh hay đấy và hàng chính hãng của b thì nghe âm thanh con này rất hay và đặc biệt là giá thành thì rất là hợp lý, giá chỉ dưới 3 triệu đồng thôi. Và bên em là bên lương âm thanh chuyên cung cấp những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái chủng loại hàng model hàng khác nhau thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Và bên em là chỉ bán cái hàng chính hãng thôi. Ở đây là một số những cái giấy chứng nhận ở bên em là đại lý xuất sắc và bán cái hàng chính hãng. Thì khi mà các bác mua hàng ở bên em thì các bác hoàn toàn an tâm sản phẩm này thì bàn giao cho khách hàng ạ bác thì bàn giao khách hàng cái con vang đấy ạ à đây là gồm có cái dây tín hiệu kèm theo này Ở đây nhà hãng người ta tặng kèm cho các bác là cái dây nguồn này Dâu anten, tôi biết chỉnh này, điều khiển từ xa này à Bên em tặng thêm cho các bác là cái dây cổng quang học truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng Dây tốt hàng hãng dài 3 mét này à Dây này là dây RCA 80 phân này và các bác lắp cũng đẩy công suất thì em sẽ tặng kèm các bác là hai cái sợi dây ca lông hai đầu cũng như là sẽ có cái dây mà kết nối với cả loa súp điện các bác nhé và các bác sử dụng súp điện hay súp hơi thì các bác sẽ bảo em thì bên em sẽ tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho các bác à, bao ship về tận nhà với giá chỉ dưới 3 triệu đồng thôi thưa các bác đây thì bàn giao cho khách hàng con vang cơ lai số 350 năm mươi 2 Để v bác cái sửa cái bộ mic